Kim cu bà con ạ, kim cu là nó là một loại rất tốt, nó thịt nó rất tốt, con kim cu này thì rất tốt, nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được. Những người không ăn được kim cu, bởi vì ăn vào thì bệnh càng nặng thêm, càng khó chữa thêm, cho nên không ăn được kim cu. Đó là những người có thể trạng nóng, đang bị sốt, mới vừa hết sốt, huyết áp cao, đang mong muốn tình dục để có con, mong muốn tình dục cho mạnh mẽ, cơ thể bức rứt, khó chịu là chúng ta không nên ăn kim cu. Ngoài ra kim cu không ăn được, bởi vì ăn thì nó bệnh nặng thêm, bệnh lâu bớt thêm, bệnh lâu khỏi thêm. Là người có thể trạng nóng, đang bị sốt, mới vừa hết sốt, huyết áp cao, huyết áp thấp, đang mong muốn tình dục mạnh mẽ để có con, cơ thể bức rứt, khó chịu là không ăn được chim với mà chim cu. Đó nha bà con, không ăn được chim cu. Còn ngoài ra chim cu nó tốt, thật tốt cho sức khỏe, bởi vì nó bổ ngũ tạng, bổ thận, bổ âm, khu phong giải độc, kích thích tiêu hóa, suy kiệt, thiểu não lao, phổi, tiểu đường, bế kinh, thông kinh, người cao tuổi suy nhược, khí huyết hư sanh, tái gầy ốm yếu, mệt mỏi, ta ăn, người lớn là 2 con một tuần. Chúng phải tốt ăn bao nhiêu cũng được nha bà con, người lớn ăn 2 con một tuần, ăn bỏ xương bỏ đầu nha bà con. Như vậy chúc bà con ta ăn chim cái mà chim cu một tuần, thì trẻ em người lớn tuổi là 1 con một tuần, người lớn là 2 con một tuần. Không ăn quá không có tốt nha bà con. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào.